Kính chào quý vị khán giả đang đến cùng với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, báo chí Trung Quốc thường có những phát ngôn mang đầy tính hiếu chiến, chọc ngoáy của những nhân vật được gọi là diều hâu, ví dụ như Đới Húc, Kiều Lương, La Viện hay Trương Triệu Trung, vốn không xa lạ với cư dân mạng Việt Nam. Hệ thống hỏa lực mồm của mấy ông tướng này rất hiếu chiến và đầy tính đe dọa. Ví dụ như La Viện đã từng kêu gọi đánh chìm tàu sân bay Mỹ và giết tươi 10.000 thủy thủ. Và việc Việt Nam đang dần thoát khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa qua, hay trong tháng 8 sẽ là chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris theo như thông báo của Nhà Trắng. Điều này là vô cùng nguy hiểm với Trung Quốc. Nếu Việt Nam trở thành một phần của chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai do Mỹ và Nhật Bản dựng lên, thì Trung Quốc khó có cơ hội để trở thành siêu cường. Nhưng trước mắt mối nguy hiện hữu ngay trước mặt của lãnh đạo Trung Quốc, đó là Mỹ đang bơm tiền và vũ khí cho Hà Nội một cách tích cực và dồn dập trước những tin tức không hay cho Trung Quốc đó. Thì mới đây trên mạng Sina 2 tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, những ông tướng diều hâu kể trên đã có những cảnh báo rất sâu sắc về việc Việt Nam đi trệch khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Đới Húc đã mở đầu cảnh báo bằng một so sánh hết sức trừu tượng. Một que diêm có thể đốt cháy cả một cánh rừng và hệ thống trật tự tại khu vực Đông Nam Á sẽ có nhiều xáo trộn và gây bất lợi cho chúng ta khi Việt Nam ngả về phía Liên minh Mỹ và phương Tây. Đới Húc nói, tôi cho rằng sự xáo trộn này là không thể đảo ngược khi các nước Đông Nam Á đang tìm cách chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Để hiểu được vấn đề này và chuyện gì đang xảy ra thì chúng ta phải làm vài câu hỏi tại sao lại có hiện tượng này. Vấn đề cốt lõi là cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc, tức là chúng ta đang đi đến hồi kết vì Mỹ không chấp nhận Trung Quốc trở thành một cường quốc có trách nhiệm. Và các nước nhược tiểu xung quanh chúng ta đã đánh hơi thấy điều này và chỉ trực chờ Trung Quốc suy yếu là sẽ hùa vào cắn xé như bầy linh cầu. Cả Nga và Trung Quốc hiện nay đều bị Mỹ và phương Tây bao vây. Nếu như nước Nga chỉ có những kẻ địch đến từ Đông U và Bắc U và họ chỉ cần xây dựng một vùng nệm chiến lược tại Ukraine và họ đã làm được điều đó, khi chiếm được Crimea và xây dựng một phên dậu che chắn cho mình, thì vấn đề nội tại của Trung Quốc khó hơn rất nhiều. Trung Quốc có quá nhiều kẻ thù, nếu không muốn nói là tứ bề thọ địch. Biên giới với Ấn Độ hiện nay bất ổn nhưng hiện vẫn chưa quá nghiêm trọng vì còn có đồng minh Pakistan chống đỡ. Ở Đông Á với kẻ thù Nhật Bản thì còn có Triều Tiên làm phiên rộng. Vấn đề hiện nay đang tập trung vào bán đảo Đông Dương, khi Lào và Campuchia đã chịu thuần phục, nhưng Việt Nam lại đang có dấu hiệu không nghe lời. Trong suốt bao nhiêu năm qua, kể từ lúc Việt Nam chiến tranh với người Mỹ cho đến lúc hòa bình, Trung Quốc đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu của bộ đội tình nguyện trong thời bình để giúp Việt Nam khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế. Trong những năm qua, tiền và chuyên gia của Trung Quốc đã đổ vào đây không biết bao nhiêu mà kể. Nếu để mất phên rộng này thì cục diện chiến lược này có nguy cơ xoay chuyển bất lợi cho Trung Quốc. Lúc đó sự hiện diện của người Mỹ sẽ ở ngay sát cửa nhà Trung Quốc, vũ khí Mỹ sẽ chia thẳng vào Trung Quốc. Việt Nam quả thật như một con dao hai lưỡi, nếu chơi không cẩn thận thì Trung Quốc có nguy cơ đứt tay. Tôi cho rằng, vùng đệm chiến lược này trước sau gì cũng mất vì Hà Nội đã đánh hơi được mùi đô la của người Mỹ. Người dân Việt Nam hiện nay cũng có thiện cảm với người Mỹ hơn Trung Quốc. Vậy để đối phó với kịch bản này, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Đới Húc đưa ý kiến rằng, để đối phó với tình huống này không phải là không có cách, mà thực ra là chúng ta đã chuẩn bị nó kể từ lúc Việt Nam thống nhất, vì các thế hệ lãnh đạo trước đây của chúng ta đã lường trước được điều này. Lá bài cầm bút chưa bao giờ cũ, và biên giới Tây Nam của Việt Nam vẫn luôn là điểm nóng. Nếu Hà Nội có ý định trở cờ, có thể nói con dao Campos luôn kề sát vào lưng Việt Nam trong trường hợp Việt Nam dám leo thang căng thẳng ở Biển Đông của chúng ta. Trung Quốc chưa bao giờ biệt đãi một đồng minh nào như Campos của HC. Cố vấn và trang thiết bị của Trung Quốc đã tràn ngập lãnh thổ của họ. Con cái và gia tộc Hun Sen đã lệ thuộc vào chúng ta như những con tin. Hun Sen cũng đã phải lên tiếng rằng, nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi dựa vào ai? Nếu không nghe lời Trung Quốc thì nghe lời ai? Hơn nữa, quân Crimea của chính phủ Campuchia cũng đang có sự hiện diện của quân nhân và các công trình của Trung Quốc cũng đang được xây dựng cũng làm ta yên tâm phần nào. Còn Kiều Lương và La Viện thì đều chung quan điểm hiếu chiến của họ. Khi nói về Nhật Bản thì La Viện đề nghị sẽ sử dụng tên lửa hạt nhân và bom hạt nhân cho đến khi Nhật Bản không chịu nổi và phải đầu hàng. Còn biên giới Việt, Trung hiện nay đã được rào kín bằng một bức tường, hơn 2.000 cây số sắp được hoàn thiện. Các trận địa pháo và tên lửa cũng đã áp sát biên giới Việt Nam và khi cần thiết có thể dội bão lửa lên Hà Nội khi cần thiết. Mặc dù các trận địa này nằm trong tầm với của pháo binh Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn triển khai vì có thể coi đây là một lời răn đe để cảnh tỉnh cho các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng Trung Quốc dựng lên chế độ Hà Nội thì cũng có thể giật sập nó được. Tựu chung quan điểm của ba ông tướng này cho rằng liên minh Việt, Mỹ là một thứ nguy hiểm đang đến, nhưng họ tin rằng với con dao Campos ở bên sườn và dựa vào các trận địa mà họ bố trí ở biên giới, Trung Quốc có đủ khả năng để làm trùm Biển Đông. Và dù Hà Nội có liên minh với Mỹ thì sự cũng đã rồi. Các bạn thân mến,
Vừa rồi là những gì mà những viên tướng Diều Hâu này đã phát biểu và đã được kênh lược dịch lại. Buổi phỏng vấn này rất dài và kênh chỉ tóm lược lại những ý chính. Theo như quan điểm của họ nói rằng, Hà Nội không còn nghe lời họ nữa, và họ dựng lên chế độ Hà Nội được thì cũng có thể giật sập nó được. Kênh cho rằng đó là những lời lẽ ngông cuồng của những kẻ chưa bao giờ cầm súng ra chiến trường, và thực tế là cả ba ông tướng này đều chưa có từng một ngày ra trận. Và tất nhiên vì thế, họ không hiểu được rằng nền độc lập của Việt Nam được xây dựng bằng xương máu của người Việt, và họ rõ ràng là đã từng có ý định giật sập chế độ Hà Nội trong quá khứ vào năm 1979. Họ đã tính đến phương án làm mất máu Việt Nam ngay khi Việt Nam giành được độc lập vào năm 1975 bằng cách dựng lên chế độ Pol Pot. Nhưng thử hỏi chế độ ấy đang ở đâu? Nói thẳng là nó đã chết yểu từ 3 năm sau khi ra đời và bị Hà Nội đánh cho tan tác. Chế độ của Hun Sen ngày nay liệu có làm được những điều man dợ như Pol Pot hay không thì không biết. Nhưng nhận tiền và viện trợ quân sự của Trung Quốc thì ông ta rất giỏi. Nhưng để chống lại Việt Nam một cách liều lĩnh như Pol Pot thì kênh cho rằng ông ta không có gan. Mỹ đã đe dọa cấm vận Campuchia. Hiệp hội các nước Đông Nam Á cũng đã nhen nhóm ý định đuổi thành viên này từ lâu khi gọi thẳng mặt nó là tay sai của Trung Quốc. Còn nói về việc liên minh Việt, Mỹ ngày càng nguy hiểm là vì họ đã ngửi thấy mùi từ việc hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Mỹ. Và đó là nội dung trọng tâm trong chuyến thăm của ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây. Và rõ ràng trong hai đời Tổng thống Mỹ gần đây, Việt Nam đang ngày càng trở nên có giá trị trong mắt người Mỹ. Khi Donald Trump lên nắm quyền, ông ấy đã công du tới Việt Nam chỉ vài tháng sau khi nhậm chức tại hội nghị APEC được tổ chức tại Đà Nẵng. Còn khi Joe Biden lên nắm quyền thì nửa năm sau, người phó tổng thống của ông ta cũng tới Hà Nội chứ không phải như các đời tổng thống trước chỉ đến thăm Việt Nam khi sắp mãn nhiệm. Kênh biết rằng có rất nhiều người đặt hoài nghi về sự hợp tác quốc phòng này, bởi mối liên minh này lợi ích của nó đến đâu thì còn chưa rõ, nhưng có thể nói rằng nó là sự sống còn của dân tộc ta. Khi kẻ thù ngàn năm phương Bắc của chúng ta đang ngày đêm nhăm nhe ăn tươi nuốt sống lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta trong những năm tới, và chúng sẽ không từ bỏ ý đồ này. Một mình Việt Nam sẽ khó mà có thể chống đỡ lại nếu không có một liên minh đủ mạnh. Và đôi khi chúng ta phải đặt mình vào chỗ chết để sống, ta không vào địa ngục thì ai vào. Và mới đây nhất thì Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thành tâm hợp tác của mình với một bài viết động viên Việt Nam khá kiên quyết trên fanpage của Đại sứ quán Mỹ như sau. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, tôn trọng luật pháp quốc tế về biển và bảo vệ chủ quyền. Chúng tôi đã và đang thể hiện cam kết chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và quyết tâm cùng nhau giải quyết các thách thức hàng hải. Thông qua việc cung cấp hai tàu chiến từng thuộc biên chế của tuần duyên Hoa Kỳ, và hiện tại thì hai trong số những chiếc tàu lớn này của Việt Nam đã trở thành tàu cảnh sát biển, 6 hệ thống bay không người lái Scan Eagle và 24 xuồng tuần tra Metro Shark. Cùng với việc tăng cường các cơ sở vật chất, phục vụ cho huấn luyện và bảo dưỡng tàu, tăng cường công vụ, nắm bắt tình hình vùng biển và các năng lực thực thi pháp luật trên biển khác cho Việt Nam, chúng tôi tự hào là đối tác cùng với Việt Nam, giúp cho các vùng biển trở nên an toàn hơn, hòa bình hơn, từ đó thúc đẩy tự do thương mại, các hoạt động giao thương không bị cản trở và tự do tiếp cận với các cơ hội phát triển kinh tế. Vào những thế kỷ trước, khi Bác Hồ lập chiến khu ở Việt Bắc, tình báo ót tiền thân của CIA đã tiếp xúc với nhà nước non trẻ của Việt Nam, nhưng họ đã đánh giá sai lầm ý chí của dân tộc Việt Nam khi không hợp tác với chúng ta. Nhưng tôi tin rằng, giá trị của nước Mỹ nằm ở cách họ sửa sai và hy vọng họ sẽ biết cách sửa sai trong một liên minh Mỹ-Việt Nam trong tương lai gần. Sai trong một liên minh Mỹ-Việt Nam trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.